đầu tiên của người Việt. Ngày mùng 10 tháng 6, công ty cổ phần mạng xã hội du lịch Haha ha Lolo đã tổ chức họp báo ra mắt mạng xã hội du lịch đầu tiên của người Việt trên nền tảng tích hợp mạng xã hội, dịch vụ du lịch trực tuyến và thương mại điện tử. Tương tự các mạng xã hội lớn hiện nay như Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Haha ha Lolo tích hợp đầy đủ các chức năng cơ bản cho phép người dùng có thể dễ dàng kết bạn, giao lưu và trò chuyện trực tuyến mà không giới hạn bởi không gian và thời gian. Người dùng có thể tương tác với nhau thông qua những tính năng đăng bài, bình luận, chia sẻ và bộc lộ cảm xúc. Điểm khác biệt ở HaHaLolo và các mạng xã hội khác là tích hợp nhiều tiện ích mới. Trên cùng một không gian mạng, HaHaLolo sẽ chạy 5 menu chính gồm New Fit, Bảng tin, Experience, Trải nghiệm, Tour, Chuyến đi, Hotel, Khách sạn, và Shopping, Mua sắm. Với 5 tính năng chính này, người dùng đồng thời có thể đặt khách sạn, đặt tour, mua vé máy bay, mua sắm chia sẻ những trải nghiệm du lịch và kết nối với bạn bè. Ngoài ra, hahalo Lolo còn tích hợp mô hình dịch vụ du lịch trực tuyến, OTA, và thương mại điện tử, e-commerce, để trở thành cầu nối giữa người đam mê du lịch, giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, nhà bán lẻ, với khách hàng. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Phương Linh, GD sản phẩm hahalo Lolo chia sẻ, hahalo Lolo định hướng là mạng xã hội chủ đạo hướng tới việc kết nối cộng đồng du lịch, từ đó xây dựng, căng các tính năng tiện ích hỗ trợ cho người dùng tìm bạn bè cùng du lịch lên kế hoạch và chia sẻ chuyến đi gợi ý và tra cứu các địa điểm du lịch nguyễn quang